Trần Thu Anh, cô sinh viên khoa y tế cộng đồng, Trường Đại học Y Dược Huế, không chỉ yêu thích ngành y mà còn có niềm đam mê rất lớn với tiếng Anh. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình còn gặp nhiều khó khăn, nên Thu Anh không có điều kiện để học thêm tiếng Anh tại các trung tâm ngoại ngữ. Năm 2018, may mắn có cơ duyên được biết đến lớp học tiếng Anh miễn phí do gia đình Phật tử Thiện Sanh, Chùa Từ Lâm tổ chức tại Huế. Thu Anh đã đăng ký và theo học đến nay cũng được hơn 3 năm. Từ cô sinh viên mới ngày đầu nhút nhát, bập bẹ vài câu tiếng Anh, đến nay Thu Anh đã có thể tự tin giao tiếp thành thạo. Em là sinh ra trong một cái gia đình thuần nông ở một trong 9 xã nghèo của vùng Nam huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Như mọi người đã biết là muốn tham gia một cái khóa học tiếng Anh ở các cái trung tâm thì phí thì khoảng tầm là từ 2,5 triệu tới 3 triệu. Đối với những cái sinh viên nghèo như em thì cũng gặp khó khăn, và nhờ sự giúp đỡ dạy nhiệt tình của cô giáo Hà và cũng như là sự chia sẻ giúp đỡ của các bạn trong lớp học tiếng Anh thì là em đã dần dần được tự tin, luyện được cái cách nói tiếng Anh và giao tiếp, thảo luận, làm bài tập cùng với các bạn. Thu Anh chỉ là một trong số rất nhiều em học sinh trưởng thành từ lớp học miễn phí này. Được thành lập từ năm 2014, lớp học này quy tụ rất nhiều giáo viên dày dặn kinh nghiệm dạy tiếng Anh, tiếng Trung tại các trung tâm ngoại ngữ, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế. Tuy chỉ là lớp học miễn phí, nhưng nhà chùa và thành viên trong gia đình Thiện Sanh trang bị đầy đủ các thiết bị để phục vụ việc dạy và học cho các em học sinh. Trải qua 7 năm hoạt động, những lớp học này đã mang đến nhiều cơ hội học tập, phát triển cho các em học sinh nghèo. Phải nói rằng là cái vấn đề dạy dỗ, rồi phương pháp mà cũng bắt kịp theo với cái đa tiếng của xã hội, từ phương pháp giảng dạy, từ máy móc, tất cả những cái đó để tạo cái cơ hội cho mẹ em làm quen trong cái thời văn minh hiện đại. Cho nên phải nói là một thời gian ngắn, nhưng mà cũng được sự hưởng ứng rất là lớn. Bên cạnh mục đích nâng cao trình độ tiếng Anh, tiếng Trung cho các học sinh, sinh viên nghèo, lớp học tiếng Anh cũng là nơi giao lưu, tìm hiểu giáo lý của Đức Phật, của các thành viên trong lớp. Những lời dạy của Đức Phật, những câu chuyện về cuộc sống giúp các bạn trẻ tô bồi đạo đức, xây dựng lối sống cho mình. Nhận được cái kiến thức về cái ngôn ngữ ra thì mình còn nhận được các cái được học tập và các cái điều như là Phật dạy về giáo lý Phật giáo, khiến cho chúng con có một cái kiến thức sâu hơn về Phật giáo, và cũng như là bản thân có một cái ý thức tốt về về cuộc sống, cũng như là giúp đỡ những người xung quanh. Sau khi em biết đến những Phật pháp thông qua những cái lời dạy của thầy thì làm cho cái tâm hồn em, những cái suy nghĩ, những cái hành động của em là hẳn tốt hơn, biết yêu thương mọi người, biết yêu thương chúng sanh và luôn hướng tới những cái điều tốt đẹp, mang những cái năng lượng yêu thương đến với mọi người. Là con người vươn lên nó phải cần có một cái bản chất, phẩm chất về đạo đức, về trí thức, cho nên hướng dẫn cho các em qua những cái khóa tu, qua đó hướng dẫn về cái kỹ năng sống. Mong muốn là các em có một cái nhận thức về cái niềm tin cho cuộc sống rồi đó. Phải làm thế nào cho cái cuộc sống tốt hơn, từ cái nhận thức, từ sự giáo dục. Và qua đó để các em có một cái niềm tin tôn giáo nó rõ ràng, trong sáng. Ngày tri ân nhà giáo năm nay cũng là dịp để những người học trò lại được tìm về thăm lại người thầy, cùng ôn lại kỷ niệm và bày tỏ lòng biết ơn đối với người đã có công dạy dỗ bảo ban mình. Những bông hoa tươi thắm này cũng chính là tấm lòng với bao chữ ân, chữ nghĩa của những thế hệ học sinh kính dâng lên quý thầy. Thấy rất là nhớ cái lớp học cũng như nhớ thầy cô. Mong có dịp sẽ được ghé thăm thầy cô cũng như là lớp học, và rất mong là lớp học sẽ được tiếp diễn sau này để cho các bạn sinh viên không có điều kiện để có thể tham gia lớp học. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, xin kính chúc quý thầy và các cô trong gia đình Thiện Sanh một lời chúc sức khỏe để có thể dẫn dắt lớp trẻ chúng con được có cơ hội tiếp xúc gần gũi hơn với nền văn hóa Phật giáo Việt Nam.